Quý 1 năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo phối hợp với các sở ngành địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền vào các dịp cao điểm Tết, lễ hội đầu xuân, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Riêng lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức 61 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy, thu hút trên 33.000 lượt người tham dự. Tuyên truyền đến tận xã phường, các trường học về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước thu hút khoảng 150.500 người tham gia. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho 155 nhân viên shipper tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai. Ngành giáo dục cũng tổ chức cho gần 72.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông.